Úi dồi ôi, mát đây này. Các bạn chuyển được các màu này anh? Chuyển được. Nay là anh bị hết điện, bây giờ là anh sạc đầy rồi. Trong này là anh đủ nước chanh à? Ừ, nước chanh hết. Dùng anh chế cái máy mài. Vẫn như thế mà. À, vẫn khỏe như vậy nhỉ? Hello, A Phủ xin chào quý vị và các bạn nhé. A Phủ sẽ đưa các bạn đi theo chân của A Phủ đi đến một gia đình khách biệt với bên ngoài rất là xa. Đây là con đường ở phía đây, đi nó rất là khó khăn, trời mưa ở trong rừng ấy. Nghe nói ông anh này, ông ấy chế tạo ra cái động cơ chạy bằng nước cốt chanh và tự sửa chữa được các cái điện dân dụng ở trong nhà, nhưng mà ở trên rừng núi này đấy, không hề có qua một cái trình độ học vấn gì cả, mà ở trong rừng cách cái khu dân cư rất là xa, đường đi rất là khó khăn đây đấy. Nên nhưng mà anh ấy lại làm được ra điện thắp sáng này, làm được quạt chạy bằng nước cốt chanh. Nên là hôm nay A Phủ quyết định và sẽ đi đến đấy xem là thực hư ra làm sao. Nên là bây giờ A Phủ xin mời các bạn nhé. Đi thôi. Đây, từ đây thì đi lên nhà anh ấy cũng còn khá xa. Xung quanh ở đây thì chỉ có những mảnh nương và đây. Ở trên kia là những cái đồi núi cao này. Đấy, mây mù. Hiện giờ vẫn đang có mưa nhé các bạn. Không có mưa. Đây là đường đi. Thật ra là năm ngoái có một cái video thì tôi đã đi đến nhà của cái nhà ông anh này rồi, nhưng không may mắn là không gặp được. Mà lúc đấy là mùa đông, bây giờ là mùa hè rồi. Nên là tôi quyết định tôi quay trở lại. Nhưng mà không nghĩ là mùa hè là nó lại đây các bạn. Đường nó lại thế này. Nên là không đi được nhé. Không đi được cái xe máy nữa. Anh này thì có cái tài rất là độc và lạ, là có thể tự làm ra quạt điện, tự làm ra điện bằng nước cốt chanh để chạy cái quạt đấy, chạy quạt mát. Nhưng mà tôi cũng chưa hình dung ra là nó như thế nào, nên là thì hư nó ra làm sao thì mời các bạn theo chân của A Phủ ngày hôm nay nhé. Ta sẽ đi đến mai, hy vọng là hôm nay sẽ may mắn hơn, là sẽ gặp được anh có nhỉ. Khá là mệt. Mệt rồi các bạn. Nhà của anh đấy là xuất hiện rồi. Đấy, cái nhà mình nhìn thấy tí cái mái ở trong kia. Có người nhà rồi, ngày may mắn rồi. Ở bên trong đấy là đang có cái khói bốc lên. Wow. Một khung cảnh rất là đẹp. Các bạn có thể nghe thấy tiếng con chim này. Tiếng ve kêu ẻ ẻ. Ô, anh ấy làm cái gì đây nhỉ? Bây giờ nhà của anh ấy đó, đây chắc là ruộng của anh ấy. Mà năm ngoái mỗi mùa đông tôi đi thì chưa thấy có cái gì trong ruộng. Đường đi vào cũng khá là bé đây. À. Wow. Ở đây tôi đã nằm ngoái đi rồi. Chưa xong. Hôm nay đã xong rồi. Lán khá đẹp. Nhà của anh đấy nha. À, thấy xe máy có nhà, hy vọng là anh ấy có nhà. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào nhé. Wow. Anh Phở ơi. Nhà có rất nhiều bóng điện này. Các bạn có thể thấy là ở trên cao như thế này mà vẫn có bóng điện thắp sáng nhé.
Anh Phở ơi, có nhà không đây? Có nhà không đây? Vâng, hôm nay may mắn đi. Thì đã, chắc là anh ấy có nhà rồi. Đang làm gì đây anh ơi? Xin chào các bạn nhé. Đây này, bây giờ là tôi đã di chuyển đến nhà của anh tên là anh Phấy. Anh ơi, anh đang làm cái gì đây anh ơi? Đang làm nghề đây. À. Đi máy. À nào. Sau một hồi di chuyển thì tôi cũng đã đến nhà của anh Phấy. Nhà mà anh đã chế tạo ra cái quạt cũng như là chế tạo các cái thiết bị. Đây này, như các bạn đã thấy là đi từ ngoài đấy vào đây là không hề có một cái dây điện nào nhé. Mà đến đây này. Đấy, anh có điện thắp sáng này. Một bóng này. Đấy. Bên này đằng sau nữa. Đây. Các bạn có thể nhìn thấy này. Đây. Đây một bóng nữa. Kia một bóng nữa. Thế là đã có 3 bóng ở trong nhà. Và bên ngoài này, giờ tôi sẽ cho các bạn xem. Ở bên ngoài này. Bên ngoài một bóng nữa. Thế là tổng là bao nhiêu bóng anh nhỉ? Cái điện của anh đang thắp sáng đây là được bao nhiêu bóng? Xem nào. Ngoài là tất cả 3, 4, 5 bóng. À, thế là tổng cộng là 5 bóng. 5 bóng như thế này. Đấy các bạn. Ở trên một cái khu trên đồi cao như thế này, cách biệt lập với bên ngoài mà anh còn làm ra những cái bóng điện. Anh tạo ra cái dòng điện mà chạy như thế này. Anh thì em thấy anh là có cả tivi này, là anh chạy được cả tivi anh? Chạy được mà. Chạy được tivi. Đây là các bạn nhé. Có đây này, chạy tivi này. Mà cái tivi này là tivi cổ này, nó ăn rất là năng điện mà anh vẫn chế tạo ra điện để đủ chạy cái tivi này. À, các bạn có thể tài không? Thế hôm nay là để xem là anh ấy có năng khiếu, tại sao anh ấy có năng khiếu như vậy thì bây giờ tôi sẽ hỏi anh một chút để cho các bạn cùng với tôi là đang tò mò là tại sao là anh ấy làm được một cái dòng điện như thế này. Đây là anh ấy mua củ về hay là anh tự làm anh? Mua về. À, anh mua về. Mua về chế bằng cho nó chắc nước này. À, tức là anh mua về nhưng mà anh phải mua cái củ tàu ấy anh nhỉ? Mua cái củ xanh ấy. Ờ, xong về anh phải chế. Chế. Em thấy mọi người ta cũng dùng nhưng mà có sáng đâu, có chạy được tivi đâu. Chạy được mà. À đấy à. Chế về có tủ lạnh chạy đàng hoàng mà. À, chạy được cả tủ lạnh. Ừ. Thế là anh rất là giỏi nhỉ. Trước đây anh có từng học điện hay là học cái gì không anh? Không học. Không học cái gì? Sửa chữa bóng điện các loại. À, chữa hết. Tức là những cái bóng điện như đang sáng ở dưới bên kia. Ừ, đúng rồi. Đấy là anh tự sửa được đúng không? Ừ, sửa được. Tức là nó bị cháy là hoặc là nó bị chập mạch cái gì đấy là anh tự sửa được. Ừ, sửa được. À. Nghe nói là anh còn sửa được cả xe máy không? Chữa được hết. À, sửa được hết xe máy. Ừ. Sửa có nổ không? Còn nổ, còn chứa cả cái đầu nổ máy bừa mà. À, cái đầu nổ chạy dầu diesel đấy. Ừ, chạy sửa hết mà. À, anh giỏi thế nhỉ? Ừ. Thì bây giờ đây là một chân dung của một người đàn ông mà ở trong rừng mà không học hành cái gì mà sửa chữa được tất cả những cái thiết bị điện tử này, rồi máy dầu, máy diesel này, rồi là cái máy phát điện nhé, máy phát điện để dành cho gia đình đây này. Đó. Thế bây giờ là anh đang làm cái này thì là cũng liên quan gì đến đồ điện hả? Đúng rồi. À. Dưới bể dưới kia. À. Tức là anh đang chế một cái để mình làm để cho nó sáng hơn này. Chế cái này cho cái máng này vào cho nó sáng hơn. À. Ừ. Tức là cái này là để rút cái nước ấy nhỉ? Đúng rồi. À. Vậy em nghe nói là anh có làm cái quạt điện chạy bằng nước cốt chanh. Anh có làm được không anh? Quạt điện á? À, làm cái quạt mát này. Chế bằng bình muốn chế. À, chế bình. Chế tức là bằng... mình đổ nước cốt chanh vào đấy. Có. À. Chế bây giờ là cái quạt đấy còn không anh? Còn. Còn tí anh cho em xem để em quay cho quý vị khán giả của kênh của Á Phủ để mọi người nhìn thấy anh chính xác là anh làm như thế nào nha anh nhé. Ừ. Thế không thì mọi người lại bảo là em đi chém gió, em nói phét. Bây giờ tí nữa anh em mình sẽ anh sẽ làm tận tay để làm cho em quay lại cho tất cả các bạn khán giả xem nhé.
Không hỏng thì không chứa thôi. À, tức là cái nào hỏng là có thể sửa hết. Ừ. Ủa, trên này có hai con mèo này. Anh nuôi con mèo rất là đẹp luôn các bạn. Đó. Đây là toàn bộ những cái đồ sinh hoạt của anh ấy. Trên này. Nhưng mà anh ơi, anh cho em đang tò mò, em muốn hỏi anh là anh ở đây là nếu mà trời mưa này thì anh đi chợ là anh đi bằng cái nào anh? Trời mưa? Vâng. Cứ đi được xả lúc mềm tí là đi được hết mà. À, anh xả cái hơi đi xong là anh xả, đi. Xả hơi. Từ đây đi ra ngoài đến cái khu đường bê tông ấy là nó khoảng bao nhiêu cây anh nhỉ? Từ đây xuống nó khoảng 2 cây đó. Em thấy xa lắm mà. Ừ. Cái bóng điện này là anh chế chưa? Chế rồi. Chế rồi à? Ừ. Nhưng mà anh cho em hỏi là đây đây anh cầm em hỏi tí. Thế cái này, những cái này là để làm cái gì anh? Đây là sạc. Sạc à? À chế, ừ. Tức là chế cái bóng điện này đang từ cái bóng điện bình thường ra sang sạc được bằng bình. Này, bây giờ là hết hết điện. Hết điện à? Ừ. Bây giờ là cho bây vào bình là sáng. Cho vào cái này này. À. Được. Anh làm cho em xem. Quả thật là anh ấy rất là tài. Thế bây giờ chúng ta sẽ chờ đón để anh ấy xem anh ấy làm như thế nào nhá. Để xem nó phát sáng kiểu gì. Cắm xong mình mới... Rồi, bây giờ tức là anh ấy, cái này là cái cục sạc này. Đúng rồi. Đấy, cái cục sạc của đèn hay là cục sạc của điện thoại ấy? Đèn, đèn. À, cục sạc của cái đèn. Ừ. Nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy là cái bóng điện này này. Cái bóng điện này là bóng 20 hay là bóng 40 đấy nhỉ? Chắc phải bóng 40W. 40W. À, bóng 40W rất khá là to. Ừ. Nhưng mà anh ấy làm được để chạy sang điện 12V. Mà cái ổ này thì cũng bằng cái điện máy anh tự chế đúng không? Ừ, máy thôi. À, bằng cái máy anh tự chế. Rồi ok. Thì để em quay lại thao tác của anh xem. Đây bây giờ là phương pháp là anh ấy đang làm. Chúng ta sẽ xem là anh ấy làm sáng như thế nào. Mà thấy nó ở đây là nó đấu mấy dòng điện đi ra đây cơ. Đây này, mấy dòng điện đi ra đây các bạn. Thì không, đây không có công tác đấu trực tiếp. Đây. Có mấy cái điện ra đây. Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ xem là anh ấy làm thế nào. Quả thật là anh một người, anh không đi qua một cái trường lớp nào. Nhưng mà anh cho em xin lỗi, em hỏi anh một câu là anh có biết chữ không anh? Không. Anh không biết chữ nhá các bạn nhá. Các bạn của chúng anh chị thấy tuyệt vời không? Một điều quá tuyệt vời luôn, một người không biết chữ. Đây. Mà anh làm ra. Đăng lên đây. À, sạc đăng lên. À, kia. Đúng, đây. Ui, đúng rồi, cái đèn kia lúc nãy là màu xanh đây, đúng không? Bây giờ là nó đang lên. Điện rồi đây. Đấy, anh nhả ra để cho em xem cái trên đấy. Nhả ra. À, tức là bây giờ là sáng như thế này thì đến lúc nó sáng rồi. Là nó cứ đây. Sáng suốt đúng không? Ê, nào đấy. nó đủ thì nó chả bóng xanh ấy. À, đây bây giờ là chưa nạp đúng không? Ừ, giờ nạp. Là chưa nạp. Bây giờ đang bắt đầu nạp. Các bạn có thể nhìn thấy nhá. Bây giờ là chưa nạp này. Khi là anh nạp vào cái bóng điện này là anh tích điện ở đây. Chưa nạp thì màu đỏ. Màu đỏ. À, màu xanh. À, màu xanh. Khi nạp vào rồi thì nó đang là hiện giờ là đang nạp là chuyển màu đỏ đúng không? Đúng rồi. Khi nào cái bóng điện này nó đầy điện, tích đều đủ điện thì cái bóng kia là chuyển sang cái bóng này này, bóng báo này chuyển sang màu xanh thì là có nghĩa là cái bóng điện này là tích đủ điện. Đây là các bạn nhé, có thể nhìn thấy đây là một cái quả bóng rất là bình thường này, có đuôi này, anh khoan ở trên này ra. Đây là một cái quả bóng bình thường mà anh ấy tạo ra để anh có thể sạc điện được. Thế các bạn có thấy là một cái điều là hết sức là ngạc nhiên không? Không thể hiểu được một người mà không đi học mà có thể làm được những nên là khán giả của Phủ có thể nhìn thấy là đó. Không thì các bạn cũng không thể tưởng tượng đâu, bởi vì là ấy là Phủ cũng không thể hiểu là sao anh làm đây này. Một cái quả bóng bình thường nhé. Ở trong này anh có tích cái gì ở trong này không anh? Có pin ở trong này không? Có pin. À, anh ấy lấy pin của từ điện thoại. Ờ đúng rồi. À, tức là anh làm cách nào mà anh lại còn lấy cái pin cái pin điện thoại là anh để trong này. Đúng rồi. Để... cái điện thoại bình thường kia. À, pin điện thoại bình thường. Ừ. Thế bây giờ là muốn nó sáng cái này thì mình làm như thế nào nhỉ? Mình lấy cái này chạm đúng rồi. Chạm vào cái này đúng không? Cho vào đấy. À, cho như này. Bây giờ các bạn xem nhé. Nó không giật người đâu mà. À, không giật đúng không? À đấy các bạn ạ. Đây là tức là anh chưa có công tác. Chưa có công tác nên là anh lấy cái này xem, khi mình chập vào cái này là nó sáng. Đây, các bạn nhìn thấy chưa nhá? Rồi, đó, khi là tôi không chập là nó không sáng. Tức là khi mà nó đầy điện thì mình bỏ cái kia ra thì nó vẫn sáng bình thường như thế này đúng không anh? Vẫn sáng như thế. À ra. Tuyệt vời không các bạn?
Đó, thì ngoài cái bóng điện này ra thì anh còn làm được rất là nhiều thứ. Đây là anh ấy làm nhé, chứ còn chưa có nói đến sửa chữa đâu. Còn những cái bóng mà sửa chữa những cái này thì nó lại quá đơn giản rồi. Đây thì cần thấy là anh ấy còn đang làm một cái gì đây. Cái này là anh định làm loa, à loa. Đây, cục sạc của điện thoại như thế này là nếu mà hỏng là anh có sửa được không anh? Đấy là lâu lâu sửa thôi, À. nó ít đồ quá. À đúng rồi. À này, thế nè. Thế bây giờ là anh có thể cho em nhìn thấy cái quạt bằng nước chanh không? Có À rồi ok. Thế bây giờ anh nghỉ cái đấy một tí, xong tí nữa anh em mình làm thôi, em lại đi cùng anh xuống dưới để anh em mình xem cái máy mà anh chế thế nào. muốn của mình thôi, À cũng như đấy. làng Đấy nhưng mà đúng rồi, nhưng mà anh bảo là như của mình, nhưng mà tất cả khán giả người ta không biết là tại sao anh làm được. Anh nói là anh có thể sửa được cả cái máy như thế này. À đây là cái máy bừa, máy cày bừa nhé. À, máy cày bừa này. máy còn là chưa hết mà. À đây là cái quạt của anh chế đây đúng không? Đúng rồi À đây đây các bạn ơi, các bạn có thể nhìn là anh cầm đây này, đây là hoàn đấy toàn bằng bằng gỗ nhá. Đây cái quạt nó bằng gỗ, có một cái cánh này thì là làm bằng là cái lấy từ cái quạt cũ kia, còn toàn thân là toàn bộ là như thế này. Đây bây giờ tôi sẽ cho các bạn nhìn rõ hơn này. đấy nhá, vùng cao nghề vùng Đây cao là làm như này à, tức là anh bị ở trên này là anh, đây là một cái bình bình thường đấy cơ đúng không? bình ở quý ấy, bình Bình ắc thường. quy bình thường, nhưng mà ở trong này là anh đổ nước chanh à? Đúng rồi. À tức là ở trong này là anh không cần dùng axit, Nước nước chanh hết dùng rồi. vàng nước chanh thôi. Đúng rồi. À về bây giờ là ai à, đây đây là các bạn ơi, hôm Đây. nay về chứng kiến là khỏe lắm các bạn ạ. Ủa quả đồng hồ này, đó đó đó, có thể tin được không, các bạn có thể tin được không? Đây là anh hoàn toàn anh chế nhá. Đấy đây là anh ấy chế ra như này, nó còn khỏe hơn. À nó bị quay ngược rồi anh ạ, Này hình như anh là đảo cái kiếp. mất đéo mỉu bùa. À, anh đảo cái đấy, đảo cái dây này sang bên này. Đúng rồi. Đấy đấy đấy. Nó quay ngược. Ừ, đúng, quay ngược quay ngược. Này các bạn xem nhé. À, đây dưới này chân là bằng gỗ hết. Đây. Đó. Úi dồi ôi mát đây này. Các bạn có thể nhìn thấy nhá. Bây giờ là trên tóc của tôi này, các bạn còn có tin không, các bạn tôi quay lại. Đây. Đó, các bạn có thể nhìn thấy là phía ra đằng kia là quạt nó đang thổi rất là mạnh. Thổi vào người đấy. Đây là cái quạt từ làm từ. Nhưng mà em đang thắc mắc là cái này là anh sao mà anh lại nghĩ ra được? Nghĩ được mà, À. này là cái bình motor kia. À. Đây, trên này là anh chỉ cần mỗi cái motor đây thôi đúng không? Đúng rồi. Cái motor này. Cái motor này là anh lấy từ cái gì ta? Cái Cái motor. bình điện, À từ cái bình phun ra. Anh nhặt cái motor. Đi xin ngoài chợ ấy, À, xin xin về cái xong mình đồ. chỗ này mình chế tạo. À mình phải chế chỗ này đúng không? Chế Thì mới lại. lắp được cái quạt này. Rồi, anh rất là giỏi nhỉ. Để quạt cái thóc đấy. À. Tức là anh dùng cái quạt này để quạt thóc. Đúng rồi, nhưng À, anh sẽ mà tạo ra cấp cái ấy này để quạt là thóc. Nó khỏe, nó quạt được thóc đúng không không? chạy được. À, còn cái bình kia là có nghĩa là hết, là bình bỏ đi rồi. À, bình thải của người ta anh ấy xin về để anh đổ nước chanh vào, nước cốt chanh ấy. Thì bây giờ Rồi thì tiếc là mùa này là không có nước cốt chanh, cho nên là anh ấy cũng đã làm sẵn rồi, chị anh ấy hẳn chế xong rồi axit thế. đấy. Anh không mua, không có loại loại là anh không không dùng axit nhé, Bây anh dùng nước cốt giờ chanh anh lâu ấy đổ vào đấy. rồi mình chạy bằng nước chanh hết. À thế là tất cả các thứ là những cái liên quan đến bình điện, bình xe máy, bình các thứ là hết là anh dùng bằng nước chanh Hết đấy, anh dùng khi bằng. nào nếu mà sạc không lên đấy thì mình mở nắp này ra. À Thôi mở hết trong kia. xong là mình tháo từng cái chốt ở trong đấy, Đúng rồi. xong là anh đổ nước chanh vào. Cứ một một lô một xi lanh. À một lỗ một cái xà lanh, cái xà lanh mà mình dùng để tiêm tiêm người đấy đúng không? Đúng rồi. À đây một lần nữa thì cho các bạn xem đấy, đây là anh đấy, Đây đây. các bạn có thể thấy là anh ấy làm rất là, nhìn nó rất là thủ công, nhìn nó rất là đơn giản, nhưng mà tôi đứng ở chỗ này, vị trí này là nó phải cầm 5 mét rồi vẫn vẫn quay vù vù đấy, đơn giản như vậy thôi. Đến hàn dây lá kia. Bây giờ là tôi đang ở đây, vị trí này xa hơn này, nó vẫn quạt vù vù nhá, vẫn quạt vù vù đây các bạn. Tóc của tôi vẫn 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 đến ở đây, là vị trí này là vị trí tầm khoảng 5 mét rồi. Các bạn đừng rời màn hình nhá, vẫn còn thú vị nữa ở tiếp theo nhá, để xem anh nghe này anh nghe làm được những thứ gì nhá.
Đây các bạn có thể nhìn thấy là nhà của anh ấy thì ở trên, gọi là đây là vùng sâu, vùng xa mà trên đồi núi cao rồi. Đây các bạn nhìn thấy là nó biệt lập hẳn bên ngoài, xung quanh nó chỉ là một mây mù kín như thế này. Thế anh có hẳn hai cái xe máy. Ừ, hai cái. Anh có hai xe máy. Tức là anh di chuyển đi, phải đi chợ đi búa. Thế anh cho em hỏi là cái này là anh dùng để làm gì anh? Đây. Cái này này. Đây làm để ít chỗ này, làm xôi cơm này. À. Ừ. Anh làm à cái này là xôi là làm xôi cơm, à, chưa, cơm xôi. Chưa xong. Chưa xong à? Ừ. À đây này. Cái này là tức là làm cái chõ thay vào cái chõ mà mình mua ở chợ. Ừ, đúng rồi. Bằng inox thì mình dùng bằng cái này đúng không? Cái thọ này. À dùng bằng cây thọ. Ừ. Anh rất là khéo tay, anh không những làm được điện mà anh còn làm được các những cái đồ gỗ. Thế ở dưới này cái to hơn. Ở dưới này là nấu rượu. À. Ừ. Cái chõ nấu rượu. Đúng rồi. Nấu rượu đao các thứ đấy nhỉ? Ừ đúng rồi. À. Ừ. Ruộng đây là xung quanh đây là của anh đúng không? Ừ đúng rồi. À ruộng rất là cũng lúa rất là tốt rồi. Đây là các bạn bây còn giờ... mấy ba mạnh này không nên này. À ừ. Nhưng mà như ở trong vùng sâu xa như thế này. Hai tạ quân rồi, nó như thế thôi. À. Nó không được ăn. Dây điện này là anh giằng từ dưới cái mái phát để về nhà đúng không anh? Đúng rồi. À rồi. Thế là anh bảo anh sửa cái máy nổ có phải là cái máy này không? Cái máy như thế này đúng không? Đúng rồi, vừa sửa xong bây giờ muốn chạy tốt đây. À đây. Tức là anh ấy có thể sửa được cả những cái đầu máy và toàn bộ cái máy thay nấm thay các thứ có hết thay hết mà. À ở làm hết. Bơm hỏng thì mình thay. À là thay được hết. Là quả hơi thay hết. À. Ừ. Thế chính tỏ là anh rất là tài đấy. Anh làm cái gì anh làm được. Còn à con chó, anh có nuôi cả con chó rất là đẹp này. Ừ. Đấy kia có con chó con hay không? Đang nằm ở đây. Là cái nhà như thế này là cũng một mình anh tự làm. Tự tay làm thôi. À. Ừ. Đây em còn thấy anh còn có nhiều lắm. Đây là cái máy tuốt lúa này. Đây nhưng mà máy tuốt lúa này là anh cùng anh tự chế à? Ừ, này mua về. À mua về xong ừ. Là anh cải tạo lại. Ừ, cải tạo lại. À. Anh quả thật là anh cũng rất là rất là nhiều kỹ năng đấy. Cái đắm cái mài thế này. À anh cái này hay cái này hay hay hay. Kéo vào cái mài này này. À anh đây anh mang ra đây mang ra đây. Ừ, để đây, em xem. Đây. Anh mang ra đây. Kéo vào cái này này. Đây cái này là bằng anh chế cái máy mài. Đấy các bạn đây là cái máy mài nhưng mà đây để em xem này cái này là bằng gỗ hết đúng không? Các bạn xem đây là bằng gỗ nhá nhưng mà cũng chạy bằng điện bình anh. Ừ, vẫn chạy bằng điện. Đây. À đây chạy tít luôn. Đây. À, đây anh mài đúng không? Đây. Anh cho em mài. Đấy các bạn. Vẫn khỏe như kiểu máy cắt bình thường nhưng mà làm bằng đây, nó vẫn như thế mà. À vẫn khỏe như vậy nhỉ. Đấy, cái máy cắt này là bằng gỗ các anh các chị ạ. Đây. Đây. Nhưng mà ở trong này cái motor này là anh làm bằng cái motor gì đấy? Cũng là motor bình đấy. À, thế mà cắt làm được cái máy cắt. Ừ, này mình muốn cắt được. Wow, anh đúng là làm em không những ngạc nhiên là còn mà. Hơn cả trên ngạc nhiên rồi. Ừ. Em thấy là quả thực là cái này là anh quá giỏi rồi, anh làm một cái máy cắt. Cái máy cắt sắt đấy. Này, tức là từ mua về xong mình chế lại. Máy trà, xong máy trà. Anh ấy chế nhưng mà bình thường ấy, cái máy trà này mình phải dùng điện 220V thì nó mới chạy được. Nhưng mà của anh này là anh dùng cái điện 12V bằng cái bình mà chạy bằng nước chanh của anh ấy. Đây. Bây giờ chạy bằng nước cốt chanh. Đi mang lên nương này, à. Đi mài rau này, hả đỉnh xích máy cưa này. À. Đấy. Anh ấy dùng bằng cái này hết. Dùng vào cái mài này hết. À anh mang lên nương mang lên đồi là anh mang cái này như thế này thôi. Để đi lên là anh thôi. Mài cào mài cuốc. Ờ đúng rồi. Để anh làm. Trời ơi. Em thấy phục anh thật đấy. Để đi cho khán giả xem lại một lần nữa anh. Đúng rồi, đúng rồi. Anh làm lại một lần nữa. Thì tại vì là em thấy cái này nó thế này có nó, một cái điều nó bị với rồi. À cái đá đấy thì mình phải mua rồi. Cái đấy thì đương nhiên. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái mà anh làm từ cái bình mà chạy nước chanh mà sang được
ra cái máy như thế này thì em mới thấy là nó là đáng sợ này. Đấy đấy các bạn đó. Đấy, hôm nay là nó quay chiều này nhá. Xong là anh đảo lại, đảo lại thì là nó quay chiều lại nào không? Nó thích ngược, nó có ngược à, thích xuôi có xuôi. Đấy bây giờ đang là quay được đấy. À đấy, nó lại ngược lại, nếu mình đấy. Chỉ đảo chiều cái dòng điện kia đúng rồi, thì là nó sẽ được đảo cái này này. À đấy đấy đấy, nó quay tít nhá, để em cho các bạn xem nhé một lần nữa. Lúc nãy là anh tháo tác, bây giờ là tôi tự làm cái này đấy. Đó, tôi đã dí nó rất là khỏe mà nó có dừng đâu. Này, nó không bao dừng đâu. Đây các bạn có thể thấy đây là một cái con dao mà nó đấy, em qua là em mài là nó sắc như thế này. Đây này. Các bạn có thể tin tưởng tượng được không? Đây là toàn gỗ nhá đây này. Đây nó là bằng gỗ thôi. Cái cán gỗ. Đó. Thế cái bình này là anh làm bằng nước chanh nó sẽ dựng rất là đâu đúng không? Này đó. Bằng nước chanh. Vâng, thế thì anh nạp cái bình kia là bằng như chạy bằng cái bình phun, bây giờ mình thắp vào cái bình phun mình sạc. Thế là mình lại thắp vào kia mình sạc. Còn đây là cái này là đây. Đây là toàn bộ cái toàn bộ là gỗ hết đây. Bằng gỗ. Rồi thì anh cầm ở đây để em. À, hết bất ngờ là đến bất ngờ khác, là từ cái việc là anh ấy làm những cái bóng điện này, sửa chữa bóng điện này, xong là bắt đầu anh ấy làm sang cái quạt mát bằng động cơ và anh tự chế, xong là bắt đầu là đến cái máy trà, cái máy cắt sắt anh ấy tự chế bằng gỗ. Các bạn đừng vội dày màn hình nhé, hãy tiếp theo xem để anh dẫn chúng ta đến bất ngờ nào nữa đây. Không phải sạc nữa, không phải sạc. Bây giờ anh có thể tút cái kia, anh lấy dây điện ra để cho lấy hẳn dây điện ra để cho các bạn xem là sẽ có đúng như lời mà anh nói không. Đúng à, thế mà đấy, để anh lấy ra đây này. Bây giờ nhá, bây giờ anh ấy không cầm nữa, để nó thay màu các loại luôn. À đây nó đấy. Tự à, nó lại còn có thế nữa. Đây là màu bây giờ đang là màu à đấy, màu đấy. Đỏ này nó có nhưng mà sao làm sao mà nó lại chuyển được các màu này anh? Chuyển được, mình lắp hai thứ ở trong đấy. À bây giờ nó đang là màu đỏ đỏ hai, sáng sáng hai loại bóng bóng cái pha của đèn thế này. À lấy cái bun đèn này, đảo rồi đây này. Lúc nãy là anh ấy bị hết điện, bây giờ là anh ấy sạc đầy rồi. Bây giờ tôi cho các bạn xem tiếp đây nhá các bạn nhá. À đây điện nó bóng cái nó đang sáng này, ánh sáng màu vàng này, nó chuyển dần sang màu màu xanh đó đó đó, nó nhấp nháy nữa. Đây không phải là đèn nó tắt nhá, không phải điện cái bóng điện nó tắt đấy. Bây giờ nó chuyển sang màu này, anh có thể chế ra một cái bóng điện bình thường như thế này mà ra rất là nhiều, nó ra nhiều màu khác nhau, nhiều nghề lắm. Đây này, anh ấy làm như thế này đây, thế chẳng có liên quan gì đến nhau nhá, chỉ có sạc lên thôi. Này thì có sạc đủ mang đi lên nương được hết mà. À cái này, nhưng mà cái này được lâu không anh? 5-6 quả pin chỉ được 2 ngày. À tức là như thế này, bình thường là anh được 24 tiếng anh ấy thắp liên tục như thế này nếu như mà mất điện. Nên là các bác cô chú anh chị mà đang xem kênh của Áo Phủ thì các bác đã bất ngờ rồi. Nhưng mà các bác mà có muốn trải nghiệm thực tế, các bác muốn xem lời của Áo Phủ cùng với anh ấy nói có đúng hay không, thì các bác cứ đến nhà của anh đấy nhá, để xem nhá. Đây này, thú vị lắm các bác. Đấy, thực sự là từ rất là ngạc nhiên luôn. Ở một cái nơi mà rất là xa, anh làm những cái này là anh có thiết bị gì hàn hay là? Hàn thì mình buộc bằng dây thôi. À, anh buộc bằng dây thôi. Chứ nếu mà anh không có máy hàn đúng không? Lúc điện mất thì mình chế bằng dây. À, tức là anh sửa chữa các thứ này là anh không cần hàn. À không, không cần dùng bằng, không có mỏ hàn đúng không? Có mỏ hàn. À có mỏ hàn. Nhưng mà qua mình cũng không dùng thôi. À không dùng. Tuyệt vời quá, anh ấy thật sự là một cái người rất là đa năng. Anh lưu ý rằng các bạn là anh không biết chữ này. Anh không học qua một cái trường lớp đào tạo nào này. Anh ấy vẫn tự sửa chữa từ xe máy, thiết bị điện tử, rồi anh còn cải tạo thiết bị điện như kiểu cái quả bóng mà anh đang cầm đó. Đấy, nó có thể nhấp nháy, nó có thể sáng mà nó nhấp nháy nhiều màu khác nhau. Mà thắp rất lâu. Đấy. Đấy. Thì sau khi lại cho vào lại sạc cho đủ đây. Rất là tuyệt vời mà cũng không có một cái từ ngữ nào để diễn tả với cái, tại vì là nó quá cái sức tưởng tượng của tôi rồi. Bởi vì bình thường tôi chỉ nghe thấy là
Anh ấy chế tạo cái quạt thì mục đích của ngày của tôi là ngày hôm nay là tôi đến đây để xem là anh ấy chế quạt như thế nào thôi. Nhưng mà đến đây thì anh ấy đưa tôi đi một loạt ngạc nhiên. Các bạn sẽ cùng A Phủ đón xem là sắp tới anh sáng chế ra cái gì thì A Phủ sẽ đến đây một lần nữa để quay cho các bạn cùng xem. Hôm nay A Phủ cực kỳ vui khi được đến với nhà của anh Phấy. Anh đã chế tạo ra rất là nhiều thứ các bạn khán giả đang xem. Thì anh Phấy anh nói điều gì với kênh của A Phủ? Chế tạo các loại thỉnh thoảng thì học mod người ta thôi. Em vẫn tò mò là anh học ở đâu anh? Ra ngoài chợ thấy người ta sửa chữa gì thì anh ngồi anh xem. Mình ở đây ngó một tí thôi. À, anh tức là anh đi bắt chiếc đúng không? Anh đi ra anh ấy sửa xe của anh ấy thì anh nhìn người ta sửa xe xong là anh bắt chiếc, xong là anh thấy đến cái hiệu người ta sửa cái gì thì anh ấy ngó qua là anh về anh làm được. Về xong mình thấy nếu mà xăm thủng thì mình lại tháo ra để mình tự vá bằng keo voi. À, anh tự làm. Xong là anh thấy cái tức là ở ngoài kia có cái gì thì anh chỉ cần nhìn qua là anh về anh làm, anh bắt chước anh làm được. Anh sửa chữa được. Mà người ta thì có đồ có đạc, anh không có đồ anh vẫn làm được. Thì có nghĩa là anh rất là giỏi, anh giỏi hơn người ta rất là nhiều. Mà anh không học hành gì nhá. Anh không biết chữ. Vậy thì anh làm em lại ở vùng sâu vùng xa như thế này mà nếu anh làm mà... Ở ngoài kia nếu mà sửa đắt quá thì mua lại cái đồ về mình tự thay. À, tự thay, ví dụ như xe máy thì anh hỏng là anh tự mua đồ về anh tự thay. Đúng rồi, bây giờ hai xe, nếu một xe hỏng thì đi một xe ra ngoài mua xong đồ về lắp con kia. À, anh giỏi thật sự, đúng là em phải phục anh rất là giỏi. Vậy thì bây giờ thay mặt là kênh của em, kênh của A Phủ xin gửi lời cảm ơn anh và chúc anh sức khỏe và tiếp tục sáng tạo ra nhiều cái sản phẩm khác để sắp tới thời gian tới là em sẽ cùng với quý vị khán giả sẽ quay trở lại để xem anh sáng tạo ra những cái gì nhé. Rồi cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, chúc anh sức khỏe nhé. Rồi ok, cảm ơn và cảm ơn anh rất là nhiều và hy vọng là sắp tới thời gian tới là anh sẽ sáng tạo ra những cái sản phẩm mới hơn thì em sẽ quay trở lại. Cảm ơn anh rất là nhiều nhé.